gì thân. Mình đang nghe một đoạn clip tết qua điện thoại nha. Qua chất lượng điện thoại mà đã hay như vậy rồi thì CD nó sẽ còn hay hơn nữa. Cái model này đã quá quen thuộc với các anh. Không ra thì em bán bộ này là bộ thứ tư rồi. Em xin giới thiệu, đây là dàn trung thất rời, model là Panasonic HD55. Chức năng chính của dàn này gồm có Amply, CD, MD và Toner 4 thất rời. Nhưng mà dàn này thì MD nó không đọc nha, mình dùng để trưng bày thôi. Trên cái Amply này mình có thể chỉnh được bass, jack. Đây bass trừ 3 thì cộng 3, jack cũng vậy. Tùy cái nhu cầu mà mình có thể chỉnh bass, jack để phù hợp với sở thích nghe nhạc và DB, DLFS hoặc chỉnh super bass nha. FM của dàn là 108 full tại Việt Nam. Công suất của Amply là 60W. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật sử dụng điện 100V nên các anh lưu ý đừng cắm nhầm điện. Cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ với bên em. Tuner, AM, FM, bắt full tần số. Mình chỉ cần lấy dây lo dây điện, mình đi phía sau là anten là mình có thể nghe được. Radio, mặt dàn là phê nhôm, rất đẹp và sang trọng. Đây, mặt dàn là phê nhôm nha. 4 thớt rời, mình có thể trưng bày 4 thớt chồng lên nhau hoặc có thể trưng bày 2 thớt như trong clip của em. Đây là thớt mà đi không hoạt động, mình dùng trưng bày. Cuối cùng là thớt CD hoạt động ok. Em sẽ test chức năng CD cho các anh tham khảo nha. Lo zin theo dàn Panasonic HD55. Công suất của lo là 200W trên cặp lo, tức là 100W một thùng. Có một điểm trừ cho cặp lo là không có lưới, lo về không lưới. Và ở bên hông là do vận chuyển á, nó bị xước một bên hông nè. Giá bán của dàn này á là em hay bán là 2,5 triệu đến 2,7 triệu. Nó bị xước lo như vậy em bán là 1,9 triệu nha. Bán lỗ vốn luôn. Lỗ vốn của em thật sự không nói dốc ha, làm gì. Em đang bán lỗ vốn của dàn này do vận chuyển không có lưới và bị xước bên đây như vậy. Em bán 1,9 triệu, bán lỗ vốn cho các anh về sử dụng nha. Ở bên hông thì mình không có nhìn thấy đâu. Đây, dàn rất là đẹp, mặt dàn là phê nhôm, chỉnh bass trước trên dàn, CD và kết nối điện thoại đều ok. Bây giờ mình sẽ test qua chức năng CD nha. Mình sẽ nghe bài Chuyện Tình Bỗng Thường. Chiều cao của loa là 30cm, chiều ngang của cả bộ dàn theo cách bài trí của em là 80cm. Nếu các anh chồng 4 thớt lên nhau, chiều ngang là khoảng 60cm nha. Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi. Xuôi đồng bằng cũng có lúc thác gập ghềnh, chia đường con nước em. Mời bạn nghe chuyện thế lương, khóc cho người lỡ yêu đương. Trời ra như con ghen tương, cánh chia người cho thương. Em xinh em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em xinh em tên Mộng Thường, cha gọi em bé Ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nằm. Nàng yêu anh quân nhân biệt đồng, trong một ngày cuối đông. Chuyện tình trong thời giao